chụp tấm hình chung với tận tiên, ví dụ muốn đầu đúng không, tiên tiên á em nhận không ra luôn, tất có chữ càng trần vô coi không, tấm hình nó trẻ lắm luôn đó. Cái tấm hình con tiên tiên nó chụp ấy là nó photoshop bằng phần mềm thì đó, nói chung là trẻ lắm, tất em nhận không ra luôn. Quên mẹ đi. Được tim hóc môn. Làm gì có chuyện anh Louis về, chị Trang trẻ 68 củ. Đâu như ai kia nọc. Ông nọc thật đấy, ông lên 900 thịt cho thật. Em thấy đi cứ mặc đi mà đâu nhỏ 9 cân rồi đó. 9 cân mà em hỏi mà xem. Em chỉ mặc con nước mà 9 cân đi rồi. Mặc có cái bụng lùm lùm rồi, có cái bụng lùm lùm. Có bụng lùm lùm. Bụng là nằm dưới đó. Mới nhuộm bộ tóc này, nhuộm này cho nó cơ hợp màu can này. Chị anh nhuộm màu mấy? Ờ, cùng một màu, bởi vì hai tóc nó đang bị giật nên là phải nhuộm như vậy. Có giống không? Có giống màu không ba? Được. Nó treo vô nó bị đậm hơn. Không sao. Ở đây là trẻ là do mình đã căng chỉ nha các bạn, chứ không phải do chồng về mà trẻ làm đéo có chuyện chồng về 2 ngày mà trẻ ra được. Tiền em ạ, 68 củ. Em ơi, cho chị cái muối ớt. Mấy chai muối ớt đi em. Em gọi mấy đĩa này nhé. Em. Thêm một đĩa. Nó nướng cái gì, giòn giòn. Nướng khô khô một xíu nha. Hey hey, giặt là nướng già một xíu. Ăn giảm cân gì tầm này. Em có mấy Trang can nhớ nha, tiệc tập thân buổi tối. Uống tối 26 tít thôi nha, để sáng 27 mình còn dậy sớm giúp mình đẹp. Nhớ mang đồ mà em chuẩn bị sống ảo nha. Ông Minh cũng đồn đi đám cưới của thằng em. À lòng hơn, còn hơn người chịu rủi đám cưới nhà nào cũng muốn tin. Ông Minh. Ông Minh và Noa nè. Đi mai rủi đi mai đồ bếp rồi. Lâm tôi nói không đợi đi mai luôn rồi. Mày có bếp chưa? Có rồi, em có 2-3 bộ. À mày mang luôn cả 2-3 bộ đi, màu gì? Màu đen mà. Mày mang đi. Đi đợt làm bữa nào qua đó nên mua đó. Nếu mà anh có bộ nào tông màu nâu hoặc là màu trắng đẹp đẹp thì anh mang luôn sơ cua. Kiểu như là đồ bình thường thôi, tại vì mình có đi cà phê với lại tiền nhẹ. Đi cà phê thì sẽ mang những cái áo, ghi thêm vào áo kem, áo nâu, áo nút gì nha. Đem hai cái áo chị là đủ chụp rồi. À. Màu xanh với màu đỏ, chị có chồng đó đâu. Hoặc là màu xanh dương cũng được. Đó, có hai cái áo đó, màu đen, màu xanh, màu đỏ. À. Có bắt game đi không? Tối này ngon lắm mọi người. Đâu mới ăn rồi mới ăn nha. Mày lâu chứ tao ăn hoài con đi ơi. Khi thì anh trai đi lấy chồng mày thấy thế nào? Cảm thấy buồn không? Không bị cô đơn. Đem cơm nữa không? Không. Tao ăn cơm mới đủ rồi, ăn cơm được không? Cái này phải để đây tí ăn rau không ạ? Bảo phát dùm này nó biết ngay mà không phát không ra gì. Chết rồi, Liberty Trần đang đâu đấy, qua đây không? Vừa đến này. Nãy em mới gọi ông chồng, không có máy. Em qua đây rồi. Mày qua đây đi. Qua đây này, Sư Thiện Chiếu. Minh ơi qua đây, Minh ơi nó vừa nói xấu mày đấy Minh. Thì tôi nói là không có nhậu nha. Không nhậu nha. Dưỡng sức đi. Nhậu 8 phần luôn ăn. Ê nó nhậu sám hồn hai đứa mình phải chết nó đấy. Nhậu mà mình nhậu lại đâu. Sinh nhật em mà nhiều đứa tưởng là nó không nhậu được nha, mời nó nha, mẹ nó đưa đi bằng sông luôn. Hôm nay chúng mày tập trung giết con DJ cho tao. Ồ ông DJ mà cần gì tập trung. Ý là mày follow nó hiểu không, đừng lãng quên nó. Thôi tao nghe mà đừng lại ngủ sớm quá hết vui. Từ chào Tâm Trương. Anh Duy ngủ chung với Đạt rồi. Mày mở đi. Hay tao sắp ngủ với mày. Thôi. Đi mày thôi. Để em với anh Minh. Vui. Ê Can chiều mai đi xuống máy ấm của thầy Phú Minh không?
ở dưới á, dưới đấy lại mưu sinh à. Nhớ năm nào về nhậu vĩ dạ chấn động ăn đi bà. Ông kia bông bò từ lâu chứ vậy à. Ngon lắm, ăn con kia cho nóng đi em. Mọi người ăn đi, em mới đi lấy vest tông về đẹp lắm mê nha. Đám cưới đàn mình rồi chứ mà đám cưới mình. Vô chắc chú để. Ông này ông ở bên kia về ông nhìn thấy mấy món đồ ăn Việt Nam thèm chết mẹ luôn này. Duy ơi, bọn tao ăn uống lành mạnh này, uống nước suối với Duy nha. Uống nước lọc mà Duy. Mẹ hôm qua chúng mình uống 2 chai 3 lít 6 vỡ mồm thật. 2 chai 3 lít 6 chỉ có 5 người. Trên Đà Lạt có nước giải rượu ra để mua. Thế đi. Trên Đà Lạt không có biết nước giải rượu để mua chẳng. Mày tặng ai? Đâu em với Đạt uống. Đâu? Chơi thôi hả, chơi. Ba nhìn cái bàn nó nhiều ấy. Trong khi trong nhóm nhắn thế nào ai cũng chuyển xuống đây. À, hình như bà đêm 100 đúng không? Không, bà đêm 100. Vô lao thêm một chai à? Vô lao thêm một chai, nhưng mà một chai đấy là chúng mình chưa uống ấy. Mới uống được có 20 ly. Tầm bộ anh uống ít quá chứ gì nữa Tâm. Tầm bổ để thịt. Hôm nay Kiến nó đi ngủ nhà bạn chị, à nhà bạn thân nó. Tao tống cổ đi rồi. Tao không lường trước được câu chuyện là nó biết cái mật khẩu phòng ngủ mày ạ. Đã để nó ngủ vào bên kia rồi. Nửa đêm mà tít tít mà mở vô. Nửa đêm nó gió thấy đâu. Nó chạy mẹ sang phòng chị, nó biết bọn chị đang ngủ bên này. Nó bấm tít 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 chui vào phòng. Bó tay luôn. Ông Kim đi đâu rồi trời. Ăn bên đây không? Ăn rau răm cho tiệt dục. Ê rau răm có tiệt dục không anh? Rau răm tiệt. Nó bỏ bình thường mà đi tới là tinh dục hết. Ăn rau răm, răm mà tinh trùng ít tôi đừng ăn, đưa rau răm đây. Rau răm nữ ăn có sao không? Con đi ca này thấy rủ đi ăn, nó tưởng nó đi nhậu, sợ chết kiếp. Không, mình giữ đồ cho nó mới đó. Hả lại về, còn nhỏ hè. Làm nhậu yếu rồi. Mấy bà nhậu yếu. Tại vì dạo này thằng Can nó không đi nhậu. Em Kim đi đâu trời. Không nhậu nên không phải thiếu con cọp đâu em ạ. À. Hôm nay không nhậu, mục tiêu là ăn dưỡng sức. Ăn cá.
nhà em kêu điện đâu rồi? Em biết được, ông bán bảo đi vậy. Ba nó ngon. Thật sự bây giờ em mới tỉnh rồi ba. Từ sáng đi tụng bà kỳ với đồng bọn, đi xem xiếc, xong rồi đi công viên nước. Anh ngỏ cái cây thuốc nhuộm tóc anh vậy nè. Mệt. Ngủ luôn. Vô gọi đậu ngủ. Bà hai với em ngủ em nhậu bà xỉn mai kim dị. Hôm qua hai vợ chồng về lúc 2 giờ sáng. Nhưng mà em biết mai mấy giờ dậy không? 5 giờ dậy. Sớm. Tại vì là trường tập trung, không thể nào mà mình chở con mình bằng xe riêng đến đấy được. Tôi tắm xong là 3 giờ, là 4 giờ rưỡi tôi dậy rồi. Ông ơi, 3 giờ tắm xong, ông ơi tắm kỹ lắm, tao đi ngủ luôn. Trời lâu về anh Kim. Trời ơi, đi về nhà. Ủa đang lấy chim à? Quá lâu. Anh tóc được không? Màu hai đứa được không? Sao người xù người rồi. Sao người xù người thẳng? Người xù người thẳng thì rõ ràng là tóc ngươi đang xù. Đâu có mập gì đâu mà. Mập. Mập lắm. Anh đừng an ủi. Em ơi chưa bụng. Em ơi chưa bắt đũa. Chỉ là không mang ảnh nữa thôi. Chúng rất là tệ. Bà lấy cái bắt đũa mới giùm em với. Không có để em mới để. Em ê. Cô này đây là dâu phụ của tôi đấy bà. Dàn dâu phụ của người em chưa? Dàn dâu phụ ở lồng lộn đấy. Hai bé kia cũng xinh. Bé Na con của chị Sở Kinh Kỳ Lê cũng sẽ làm dâu phụ mặt cực xinh. Yên tâm, dàn dâu phụ xinh lắm. Cái gì? Là bao nhiêu người? 5 người, 6 người. Đủ đồ không bé? Dâu phụ 56. 5 người, đủ. 2 đứa của anh là 1. Con bé Na là 3, bé Trang là 4. Với con Trà Giang là 5, đẹp rồi. Có 5 người con trai không? Đình Can. 5 người con gái giả trai, 5 người con trai giả gái. Đình Can. Đạt Mập. À, cặp đôi căng chỉ rất đẹp. Như Vũ. Và bác sĩ căng chỉ là 4, là cao to cỡ bậc này luôn. Đâu mà phải chọn và giày đỏ. Giày đỏ luôn. Giày đỏ bắt buộc phải vào giày phụ chứ sao giờ? Đâu mà. Chứ mình thêm một cái suối nữa nha. Ông giày ông mới công chỉ ông kêu chứ tao già lắm tao vào đội giày phụ. Ơ. À, nhưng mà có cái chủ hôm á. Giờ là mẹ hay là ông dài? Ông dài đi nha. Dài ha, dài mày, giống như là chú mày đó. Thế thì để em ai thôi. Để thằng Phạm Duy vào giải phụ đi. Rồi, để cho Phạm Duy vào giải phụ. Em ơi, đó thằng bây giờ nó có một cái chuyện nào. Yên tâm ơi. Cái bữa 27 á, thức dậy rất là sớm. Thức dậy mà như là Trang có thể thức 2 giờ 3 giờ á thì á để cho Đùi với lại Bé Kiến sẽ mới cấp cứu. Không. Không nghe nói là thầy cũng chờ Duy Anh nữa. Cho nên á là hai người này mới cấp cứu, quay hai người được trước. Quay cái cảnh trong kịch bản gửi đó là ở trong lều ông Kiến dẫn ba dẫn tay Kiến đi ra. Nhưng mà quay ông Kiến sớm mới không dậy được giờ này đâu. Không, đâu. 6 giờ mình mới quay, ý là mình chuẩn bị đồ này khi nào khoảng là 3 giờ mấy 4 giờ. Còn em là phải về sớm á, không biết Duy Anh nó tới mấy giờ nữa. Duy Anh nó sẽ đi từ Sài Gòn là 9 giờ. 9 giờ 30. Ở đó đi với ai vậy? Một mình. Đi bằng cái gì? Ô tô riêng của em. Ê, vậy cho anh ké hay một người được phim nó đi. Được. Anh có thể cho ekip quay phim đi cùng xe được xe 7 chỗ. Thì em sẽ sắp Duy Anh đi cùng quay phim đó. Anh có hai quay phim với thằng phụ là 3 người. Ok. Thì hai người đi chung theo với mình. Còn một người ở lại kẹt vô thì đi chung theo với thế mình. Thì anh cho số cái đứa đi kẹt đấy cho em. Okay. Em sẽ lập group nó với tài xế với Duy Anh. Ok. Đi trên xe 7 chỗ. Còn chúng mình lên trước còn đẹp trước chứ đủ không mẹ.
À quên anh Kim, đây bé Đình Can, cô gái đến từ hôm qua. Hồi bữa thì như đi ra mắt phim. Đúng rồi, chị có... em là có gặp em rồi. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Nay trẻ hơn. Bữa... Công nhận. Ê, mày có mới làm mũi cài không? Không, em rút cái nó còn chỉ ra là thẳng lại chứ chị. Nó còn một cộng nữa. Nhưng em vẫn còn mình lạc hơi lạc một chút. Nó còn một cộng, lấy chưa được. Còn cộng. Rút ra là... Rút kiểu gì ghê vậy? Nó bị lồi cả chị. Ghê quá. Rồi xong rồi em mới ra bác sĩ tiêm vô. Lấy cái cây tiêm á, tiêm vô. Rút nó ra. Chỉ ăn cái đuôi đi nè. Cái mũi ăn ngày xưa nó cũng hẳn. Xong cái chỉ cái lâu. Ăn cái đuôi đi nè. Cái bụng nó bụt cái mối. Ăn đuôi đi nè. Nó bị không còn chỉ lại. Cái này nó bị ếch ngon á. Chưa ăn lẩu phải không? Lâm thời hơn không? Uống nước suối. Hôm qua uống 2 giờ sáng. Hai vợ chồng qua đi tiếp sĩ Cao Hữu Thịnh. Tóc mới nhuộm cho nó màu nó hợp với cô dâu. Thôi được. Cái mũi mình chăm chỉ mà nó dám làm mà nó sợ mũi nó không dám. Anh chỉ dễ lắm anh. Chào cô gái tâm linh đã gì? Đi sửa mũi còn dễ hơn nữa. Chào chị Hà đi, skin kia lê đang hello ngoại. Đâu cái chị chơi đâm nội em. Em đang ăn cơm thì cơm ngon cực. Ăn đi. Ăn đi cho mập. Thì mẹ tao thèm lắm, tao chỉ ăn được một rưỡi dĩa thôi đó. Lui đem mấy đồ kia gửi cho anh là em theo hết rồi. Dạ có chiếc vâng. Xe. Ủa, đang đi xe máy mà. Em về cất xe máy, tại vì anh bảo là trễ 30 phút em về em cất xe máy. Em ơi, cho anh cứ đẩy đá khác đi. Mỗi lúc mà mình đi xuống đi cà phê là đi cà phê nào vậy? Anh không nhớ có cái quán cà phê mà mấy bạn mù. Mấy bạn mù. Tùy mình muốn ngồi nào, quán nào là quyền của mình. Người như thế nào mà quản được hết á. Ai muốn đi thì mình phải về là người. Là mình đi là mình đi chụp hình thôi đúng ý. Thì mà. Em mới nói em muốn ủng hộ cái quán cà phê mấy bạn ngủ đấy. Thì mình ghé thôi. Vậy đấy cho mọi người xuống đó. Rồi mọi người thích đi đâu làm gì quyền của mọi người. 1:30 đậu tại cái quán ăn. Mọi người chủ động tự bắt taxi đến đó. Tẩy xe 45 chỗ nữa không phải đi vòng vòng được đâu. Hiểu không? Thế đâu phải ai cũng đi cùng mình chụp hình. Mọi người thích cà phê thích ngồi lâu quyền của mọi người. Đó, xong đấy 1:30 ăn xong. Để cái mình sẽ chở mọi người bằng xe 45 chỗ xuống trung tâm. Ai đi cà phê cứ đi. Ai thích đi ăn cái quần què thì cứ ăn. Ai thích check in kệ mẹ mọi người. Nhưng 1:30 là cái giờ em đặt đồ ăn. Bởi vì chúng mình ăn sáng trễ. Nên mình sẽ đặt đồ ăn 1:30 để cái quán này nó full được 50 người của mình. Sau đó là mọi người mình để ăn xong mình lại trở về chỗ tổ chức đám cưới. Không, em muốn đi chứ mình đi chụp hình mà. Thì đúng rồi, chụp hình xong phải đến trước đoàn ăn chứ. Mình tới 4 giờ à, chứ lang thang ở ngoài Đà Lạt không ở Trung Tâm để đi hết chỗ này tới chỗ kia rồi đó. Mệt chết mẹ luôn chứ không chịu. Mình phải tìm chỗ nào tập trung. Đâu thì cũng tập trung chứ mày ngồi đó muốn cà phê một chục quả cho được. Đâu có chụp kiểu mà đứng đầu dáng rồi đâu, chụp giống như chụp những cái bình thường thôi. Mát mẻ. Hôm đó ok. Hôm đó đi. Cái team chụp hình của mình sẽ đi xe 7 chỗ của em vào đến trung tâm, xe 7 chỗ của em sẽ chở. Đúng chưa? Đi chung với mình cũng được mà. Xe 45 chỗ nó to cồng kềnh. Anh dịch chuyển trong trung tâm Đà Lạt mà anh đi xe 45 chỗ là hết ngày luôn ạ. Cái vụ mà chụp hình đó đó mình phải làm nó tự nhiên. Ví dụ như đi vô cái chỗ đó nó có cái bánh em đút cho Kiến ăn thì cái em phải là lấy ly cà phê cho Kiến luôn. Nó phải có cái bánh, những cái bánh nó dễ thương, nó tạt
tầm gì chứ không có phải đứng tạo dáng anh ăn này đi chú để đâu anh như chú Quỳnh Khắc yên tâm thân sâu thân sâu thân sâu hai cha con thân sâu yên tâm chụp nhanh lắm anh đừng lo chỉ sợ nó dậy không nổi rồi ẩm nó ra tại vì con kiến nha nó có đi theo một đám bạn à, nó đi theo một đứa bạn của nó đấy vậy em nói hả mấy giờ 4 giờ hả cho nó 5 giờ đi nó cũng lẹ mà nó mới cấp nhiều đâu không chị Hà mọi người đi xe to vẫn đi em đi xe 7 chỗ của em bởi vì là đi chụp hình chạy ở vòng vòng trong thành phố ủa bữa đó cô giáo phụ làm quá gì luôn hả hai đứa bay tóc tại gì luôn hả ủa em đâu làm giáo phụ đâu bé Trang chưa lên màu mà mới tẩy mà ủa em mới làm giáo phụ hả làm đi có mỗi năm cái váy mà em làm gì em ở ngoài ấy cho em không thích mặc cái váy đó đâu tự nhiên đủ người nhưng bắt em làm đâu sao đâu giáo phụ về em cởi trần cái chuồng tự nhiên có 5 cái váy gì vậy giờ này mua sao mà kịp nó ngày 20 vì anh nghe không tình khung ấy tình khung hình năm đứa đẹp nhất năm đứa là còn hơi dư năm đứa là một dạ hình dâu phụ đẹp nhất 6 đứa là chen chúc bình thường là 3 người 4 người thôi 5 người là đã hơi nhiều rồi đó con chen em vô làm gì nữa là có leo hả à có leo hết rồi em ơi lẩu lên em ơi ăn con cá nướng đi bà nội ông kêu ăn đi này ngon ăn đi bây giờ là một anh khi muốn chụp cái kiểu có ngồi cà phê với có đi loanh quanh nữa thì dễ nhất em nghĩ là mấy cái quán cà phê mà có cảnh ví dụ như Kokoro á cái quán đó thì ta ở Đà Lạt nhiều hơn là ở Sài Gòn nên đừng lo chỗ nào gần chỗ nào hai chỗ đó gần nhau đi bộ bao nhiêu tiền uống cà phê như biết hết được nhưng mà ý là giờ nãy anh hỏi là đi quán nào thì em mới nói không anh hỏi là tại vì Trang có book cái quán của người mù thì anh không biết em chưa book quán người mù em chỉ book quán cơm thôi giống như mình đổ mọi người xuống cái quán người mù tại vì thực sự là mình đi đông mình thấy ủng hộ người ta nó dễ thương nó dễ chịu anh hiểu không mình đi mấy chục người lận mà em gửi cho anh cái danh sách mà những người mà trên xe đi ai là đi máy bay thì trừ ra quê gì đây nóng chịu nổi không nóng kêu suốt ngày tắm suốt ngày nó có bước ra sân bay thôi là muốn xỉu nó ngọt tim nó bị sốc nhiệt đỡ chứ không mà ổng mình đi về tuần trước ha coi như là chỉ ở nhà mà mới lạnh thôi đâu cũng nóng lắm tiêm lấy lúc con cá cái đi tiêm cá ăn gạt này vào cái chỗ nào đi cho con không đây này bây giờ số 1 là gia đình chị nè là đi xe lớn đúng không bây giờ nha gia đình Hương Hoàng sẽ không đi chung xe với mình gia đình Hương Hoàng có xe riêng cho anh một cái lít mới đi để ta cầm cái lít đó rồi à, chú Dũng gì 7 chú Dũng gì 7 đi xe 45 chỗ ok rồi à, dì Nhung ở mẹ Trang với mẹ Đạt nè bây giờ này em sẽ ghi cái lượt 10 xe không đi xe nhưng mà em đọc từng người cho chị cho dễ tao tự nhớ ok rồi bây giờ em chỉ ghi là đội nhà Hương Hoàng rồi 4 người không đi xe chung đó rồi nữa. Đấy xe 45 chỗ thì cái hôm buổi trưa đấy con Trà Giang okay. Trà Giang sẽ nó sẽ chỉ đi xuống trung tâm để nó vào sân bay thôi con Trà Giang nó ra chỉ dự cưới mình đúng tối 26 và dự buổi sáng 27 xong rồi bay về đi cho chị cục đái mà nó sẽ đi phải đi Sapa chú Dũng của chị cũng sẽ về vào trưa thứ bảy
để bay lại về Hà Nội. Chưa 27 là chưa... Chưa 27 ạ. Thì có cần xe ra sân bay không? Nếu như trường hợp cần xe ra sân bay sẽ chính là xe 7 chỗ chở năng động để chở hai người đến ra sân bay. Họ sẽ vẫn vào trung tâm uống cà phê vì họ bay chuyến 4 giờ. Tự nhiên đi chung với mình luôn. Đúng. Thôi mà sẽ đi chung chiếc xe... sẽ đi chung với mình vào đến trung tâm, đến giờ là tài xế sẽ chở 7 chỗ chở ra sân bay anh, bởi vì anh Dung rất là dành Đà Lạt. Còn bây giờ anh tính toán xem là hai vợ chồng em với con Kiến sẽ chụp ở cà phê nào đó, thì mình sẽ di chuyển đến cà phê đấy mình chụp thôi. Bây giờ anh Phi muốn cái list đi xe 45 chỗ này là anh Phi muốn nắm cái danh sách đi từ Sài Gòn Đà Lạt hay là danh sách của Đà Lạt đi xe 45 xin không mình chỗ. Không, không, Đà Lạt thôi. Xin không? Vậy bây giờ là chú Dũng là có đi từ Đà Sài Gòn? Đúng rồi, có. Có đúng không? Từ mai bà Tuấn chú Dũng với chị Bảy bay vô. Còn ai mà từ Sài Gòn lên bây giờ nhá, đi xe 45 nữa? Sẽ là con Trà Giang là một. Rồi. Thằng Duy là hai. Rồi. Helen Nguyễn với cả Lê Việt Anh không đi. Bằng ấy, thằng Đạt, mày Đạt không đi. Là 6 người rồi đúng không? Dây đỏ. Dây đỏ, thằng Sơn không đi là 8 người. Gia đình Hương Hoàng. Gia đình Hương Hoàng 4 người nữa. Là 12 người. Sơn với lại dây đỏ đúng không? Ừ, nó sẽ đi từ Hà Nội mà. Nhưng mà đấy, dịch chuyển từ trên đó, từ Đà Lạt vào trung tâm là đội đề tin. Anh Kim chỉ cần danh sách Sài Gòn, Đà Lạt nào không đi xe 45 thôi. Lên đó thì mình tức tắc được mà. Đúng rồi. Thì vẫn đi á, từ Sài Gòn á, để ngay dư chỗ. Đấy để rồi, cho khi mà cái nhóm kia á, cám vô là đủ luôn. Đúng rồi. Thì total của mình có 50 người. Rồi bây giờ là... Cái buổi trưa xuống là sẽ không có team setup sân khấu đúng không? Không. Nó ở đó luôn. Team quay phim. Đi nó cũng không nghe đó. Nó liên chứa một ngày. Rồi nó ở lại luôn. Rồi, còn đâu cái team quay phim nó sẽ đi cùng mình khi xuống trung tâm không? Chẳng. Đi nó nghĩ quay cho mày chứ ai vậy. Hiểu không? Quay chụp là đi theo hết. Chỉ có team 4 đứa setup sân khấu nó sẽ không theo thôi. 6 đứa lận. 6 đứa không theo, còn lại là theo xe đi hết. Rồi. Đủ vẫn đủ. Xe 45 chỗ cộng với 7 chỗ. Xe 7 chỗ nữa là đủ. Bao cho em miếng nước mà. Anh Dũng tài xế xe nhà là lái xe 7 chỗ đúng không? Đúng rồi. Nên là anh Dũng sẽ ngủ một lều với tài xế xe 45 chỗ. Em biết rồi, em biết. Rồi team 3 bạn mới cấp là đi chung xe 45 chỗ đúng không em? Team 3 bạn mới gặp trên Đà Lạt. À trên Đà Lạt. Đà Lạt, còn mấy cấp Duy á là nó đi xe riêng. Duy đi một mình. Nhưng mà khi mà nó tới đó là lúc mà mình đi xuống trung tâm là nó cũng đi chung cái xe 45 chỗ luôn với Trang. Đúng rồi. Tối hôm đó chụp hình đám cưới tiệc tiếc xong con lý Duy anh. Em không ở lại ngủ với chị đêm 27 nha. Em đi Suku Sakha. Chồng em ở Đà Lạt đi mày. Ta mới gặp rồi bao nhiêu năm trời. Nó mới gặp ta bao năm trời. Lúc nào cũng giấu người yêu như mèo giấu cứt. Tao kêu nó là, nó hỏi em là tao là bao giờ về. 28 về. Chị ơi thế đêm 27 em xong em có thể đi luôn được không? Mày đi lồn đâu? Đầu mẹ rừng thiêng nước độc mày đi đâu? Em về trung tâm Đà Lạt em có người yêu đồ má nước nó tâm sự. Thấy cái đó có đêm chị. Ai? Thấy. Không. Để nhà canh miếu. Kim đến nhiều khi với anh chứ mất tích đảo, mất tích trước. À, cái lúc mà làm lễ á, như à, em kiếm cái hình ảnh sệt cho mọi người. Và mặc đồ bét, bét là 2 nút và 4 nút. Một cái bét là chim sa cá, rồi lưng tình lá nó sẽ không đi cái nét formal của anh. Không? Yên tâm, tất cả anh có phải dặn điều đấy, tất cả bạn em không ai đeo kim sa hột lựu lên trên người cả. Đâu không bạn chị anh như tao tưởng tới đó cái kêu là em
bớt diễn ra ra nó kỳ. Anh yên tâm, ở trong nguyên team của mình chỉ có duy nhất là Việt Anh là ca sĩ, nhưng mà Việt Anh là dòng nhạc cách mạng, dòng nhạc đỏ. Và Việt Anh rất đẹp trai, cao to cỡ này không à? Cực phẩm, em mời đám cưới cực phẩm. Người xấu nhất chính là con Lý Duy. Nhưng mà sáng sớm mấy người đó cũng không thức dậy. Yên tâm. Cho Duy đó là thử thách cái việc đó. Con Lý Duy á, con đi đấy á, thằng Đạt sẽ vui cho việc đó. Đạt. Đúng rồi, sáng 26, 10 giờ từ nhà em. Đồ Louis quá trời luôn, giờ biết sao đây. Cái gì? Đồ của Louis nó nhiều quá. Để chụp lại có chụp riêng cha con á. Thầy cho kiếm mấy bộ nữa nha. Mấy cái bộ mà xuống trung tâm á, là cái đầm nó phải là bãi phô tông. Nghe kìa, xì tay lít đình can. Đầm bãi phô tông, đầm nhẹ nhàng. Tại vì cái đầm mà của quý mà màu hồng là lễ á, nó là công chúa, nó là cũng như biểu diễn rồi. Còn cái đầm mà đi xuống trung tâm nó phải là cổ tộc nhẹ nhàng. Không được, phải một màu cơ. Còn như cái bộ mà hai vợ chồng đội cái nón mẹ mix làm sao cho con bé kiến nó mang vào bus, mặc cái váy jean áo thun. Váy da thì không, nó đều có váy jean. Anh lộn. Con kia nó có váy da, nó có quần jean, nó có yếm jean, đó, nó có jean suit màu xanh, đợi cái nón kết vô. Nó có áo khoác, có cổ lông, có thể tháo rời màu kem. Ê, mai mày làm cái gì? Sáng mới làm quần quay thì vậy nằm sổ xè nhẹ nhẹ nằm trơn cho để đi chơi mày qua nhà xem mày nhặt cái đồ gì không kiếm bông hoa qua mẹ không đừng bông hoa ừ ha qua mẹ không đi tự nhiên sáng mai chi làm như đi học nữa sáng qua chơi nằm trơn không không có rồi đó chị lát ăn xong quay em chọn phải có nằm hoa mà để trơn không phải có thì bây giờ tính sáng mai tôi cho mua tí nữa có như sẽ về nhà tao sắp đơn kiến luôn để thích vào luôn thả sau các mẹ ơi đã quá rồi nhờ anh đi lên Đà Lạt á à. Anh mới thêm nhiều cảm xúc chưa để em chắc cái này lúc trước á mình dự định là mình để cái bàn ha là 50 người nhưng mà mọi người phải tính nha là cái đường để đi vô tới cái bàn nhỏ làm cho trang trí luôn quá đẹp bây giờ anh tới vô chỗ đi về rồi xong anh vô mở cái bàn đủ má mà chơi người ta như can cái đẹp từ trong vô anh kia mà làm mà người ta gọi là an tâm lắm rồi ăn thôi mình ơi ăn đi trời ơi ban miếng rau đắng ban Trang sao nó còn nhảy này rồi cái gì sống rồi cái nhận xác ngủ là chị chưa có nhét thời gian vô đâu hết con ra sẽ ngủ với Long Minh Giang sẽ ngủ với Long Minh. Hôm trước chị nói chị quên rồi chị biết. Để em thêm vào. Tối 27 chuyện sẽ có mấy người về. Em sẽ có lều rộng. Tối 27 hả? Có chú Dũng về, Giang về. Hai người đấy về. Ngon quá à. Chú Dũng về họp lớp. Họp khóa luôn mấy trăm người. Can nó mới rất đẹp trai. Ấy xinh gái ra. Ngon quá. Em thèm ăn mấy cái món này. Dã man.
bị tủ đề vẫn giống nhân dân giao tủ đề và con đi. Mỗi người lận nha. Đó. Chị Giang, chị Trang quên xếp danh sách Giang với Long Minh. Mình là Long Minh bạn em. Mắt kính đang đeo 490.000. 16 lều nhỏ. Để em cho em lại nhắn. Có. Mắt kính Fendi 490.000. Bữa trước chị Trang quên xếp Giang với Long Minh. Xếp chị quên ghi ạ. Hồi trưa này mày biết tao làm gì không? Tao đi mua dĩa. Cái gì? Dĩa ăn. Làm lại hết. Thanh cái bàn bình bông vậy làm lại hết. Sao đắng ngon quá à? Thề luôn, ăn rau sướng cuộc đời. Bên bếp là vừa y luôn hả Lùi? Đồ bếp á, vừa y luôn. Có đổi không đây? Hình như không, tôi vừa y. Vừa y, nó đều tới người ngon. Em biết vụ án mà đi lộn chỗ chưa? Con này nó kêu là nó có nhà bạn đi qua bên shop của nhà bạn không? Đặt đồ của em. Hỏi nó, ủa bị Adam coi à? Nói đúng rồi anh. Bây giờ không phải. Anh đi qua anh lựa đồ. Đây anh lựa đồ nằm chỗ khác. Rau đắng. Đi vô một cái shop khác. Anh nói chuyện như đúng rồi. Cuối cùng là cũng mừng luôn. Không phải, tại vì nó biết anh. Nhưng mà mình không có đi vô chỗ đó. Mình đi lựa. Và hẹn ra lại đi vô chỗ đó nữa. Ngon quá. Ăn đi rồi. Dạ. Nói rau ngon được khủng khiếp. Rau này tươi chị. Rau đắng ngon lắm. Anh Đạt với mẹ anh Đạt đi máy bay lên sau rồi chị không ăn được. Nó bay từ Đà Nẵng vô. À, mới Đà Nẵng hả? Cái gì, cái gì? Bên này này. Sáu lều lớn, 16 lều nhỏ là 51 người. Hồi nãy em nói 52. Danh sách của mình là 49. Anh không có đeo. Danh sách cũ là 49. Chế em chồng về mỹ tính hẳn ra. Đạt ơi, mày đến chồng chị đẹp trai bằng mày không? Phạm Đạt mày đến chồng chị đẹp trai bằng mày không? Thằng Đạt đẹp trai lắm. Tí rơi mùng. Nói tên người yêu đứa nào ra chắc chết. Đâu má, thành ra tao thành cái con tụi đồ. Em gửi cái thiệp cho Trang đi. Tao gửi cho chị đi. Gửi vài điệp. Em có đứa em chuyên làm design. Thì đã. Đâu design gì nữa đâu. Gắn chữ thôi mà. Ừ. Gắn tao gắn cũng được mà. Yeah. Gắn chữ thôi chị. Gắn chữ thôi rồi. Tại vì không có thời gian ngồi gắn thôi. Chứ còn giờ chỉ cần biết gắn chữ là được. Tao không biết làm nha. Mày gửi đấy tao sẽ bảo con dung em tao gắn. Kêu gắn chữ thường, formal, chữ in. Tên thôi. Người là Mr. hay Miss giờ đủ rồi. Ê Can à, mày muốn tao gắn mày chữ là gì? Miss gì à? Để tao còn có dễ nhất. Mister. Cái lồn gì? Mister. Đồ mà mày muốn là Mister luôn. Cuối năm nay thì cứ vợ. Đồ mà. Cho chị đi rau. Rau gì nhỉ? Rau đắng. Rau đắng với rau nhút. Dạ. Trung. Mister hả? Ngạc chị biết kia, biết kia. Trời. Mày kèo trên mà trời. Mày kèo trên là mày kèo sao mà kể tao nghe. Trời màu dữ hơn nhỉ? Đang live stream được. Đâu má nó muốn lấy vợ luôn thì cả nhà. Để chị hết rau nhút rồi chị. Thế lấy cho chị à.
rau rau đắng với rau chuối. Bán cho chị ba tấm mỡ đi em. Cho nó béo cả thể. Đang nam cho béo. Anh trên đường đi á là mình dừng lại mình ăn cơm trưa hả bé? Bây giờ mọi người mọi người muốn như nào? Không ăn sáng trên xe. À, không ăn sáng ở ngoài, lên xe ăn tạm gì đó. Không. Tới khoảng 12 giờ. Sẽ chốt lại mọi người tự ăn sáng. Lên xe, bây giờ em sẽ tính cung đường để ăn trưa tại đâu. Hỏi tài xế 45 chỗ để biết chỗ ăn ở trên cung đường đấy không. Còn không thì em gọi tài xế của em, anh giúp anh biết đường, anh sẽ cho mình biết là mình sẽ nên ăn ở đâu. Đúng không? Mọi người chủ động tự ăn sáng. Tam Châu à, ông ơi ông rồi. Mình ấy, là dạ rời xa quê hương từ lâu lắm rồi. Mình bớt góp ý lại à. Định tham gia, định góp ý. À, giám sát đi xe nè. Tí nữa rồi, tí nữa nhờ. Ông định góp ý ăn ở đâu? Rời khỏi quê hương bao năm có khi bây giờ. Nói chứ Đà Lạt có đèn đỏ không? Không, dốc không em. Dốc không đèn đỏ rồi, có hẻm không gì. Có rồi anh ơi. Có hẻm thì gì. Đèn đỏ, Đà Lạt bắt đầu có đèn đỏ từ tháng 6 2021. Có đèn đỏ rồi, ngay cho biết chợ có đèn đỏ rồi. Có đỏ rồi. Thì bây giờ 2021 đó, mới có thôi, ngày xưa có. Hay là có. Thì đấy. Máy lạnh rồi. Ừ. À, máy lạnh đủ luôn rồi bác ơi. Đó rồi, đây rồi. Bây giờ Đà Lạt máy lạnh đầy đủ, nhè. Đây, team Đà Lạt này. Chè khé còn không? Có mỡ nè, cái gì? Chè khé còn không? Chè khé vẫn còn. 35 người này là 35 người. Đi xe 45 chỗ từ Sài Gòn lên đúng Đà Lạt. Ủa có livestream không vậy? Tắt rồi phải không? Chưa sao muốn gì. Tắt nha. Bye bye nha, hết pin.